tối không ta? Thế tối không ta? Đây hết đèn rồi hả? Sao tối thui vậy? Tối thui à? Nhưng mà nó tối quá, bực mình quá. Hết mạng bây giờ tới ánh sáng. Tối hả? Hơi bị tối. Thì lại đi. Cái đèn pin đã dội. Mai ơi, vào lại giúp em xe bài viết giúp em vậy nha. Sao bây giờ nó tối thui thế này? Mấy cái áo. Tính lên anh. Sao mà nó tới thui thế này? Nó sáng rồi, sáng rồi. Mọi người ơi, vào lại giúp em nha. Mạng chán quá. Chia sẻ bài viết lại giúp em nha mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ và like bài viết ở chế độ công khai, mua trên 2 sản phẩm sẽ được giảm 20%. Trời ơi, ông kỹ rồi, ông đem dép vô cất hết trơn luôn. Nhỏ chứ. Ông này muốn không ai lấy của ông được. Thật chứ, trời nó vơ bên nhà người hàng xóm luôn á. Em chào 4 người, 5 người đang xem nha. Anh ơi xem cho một chấm và chia sẻ bài viết giúp em nha. Bây giờ em like lại từ đầu nha. Anh chị nào muốn xem mẫu mặt á thì nói em sẽ cho mẫu mặt cho mọi người xem. Chấm. Chấm chấm. Chia sẻ bài viết giúp em. Bên mọi người nhìn thấy có rõ không ạ? Cái tối tối. Được mà. Bây giờ em lay quần trước nha mấy chị. Nãy chị nào hỏi quần hỏi áo thì bây giờ em bắt đầu lay lại nè. Định không bên chỗ nha. Trời ơi, ai phản nộ ghê vậy. Ui anh ơi, thằng pin chạy ra vòng pin vô rồi. Ra đường kìa. Mặt nó lùm thì chết. Em chào 10 người đang xem. Chia sẻ bài viết giúp em ở chế độ công khai. Khi mua sẽ được giảm 20% trên 2 sản phẩm. Và hóa đơn trên 800 sẽ được tặng một cái vỏ sách trị giá 250. Là xe lớn, còn xe nhỏ là 200. Cái mũ bảo hiểm nào cầm vô. Alo đây nha mấy chị. Ai mà vô phản nộ đi. Ai comment rất là thái độ. Đây là ba lô được tặng. Còn nếu như mấy chị muốn mua rồi á, thì sẽ được xe nhỏ thì 200 và xe lớn 250 nha. Sao bây giờ không ai hỏi han gì hết? Hay là ngủ hết rồi? Chia sẻ bài viết cho nhiều người xem nha. Không thấy hả trời? Mạng mình nó yếu á. Biên. Mạng đây rõ mà hè. Em bắt đầu like nha. Làm thôi mấy chị là đi ngủ hết. Đây bắt đầu em rất là lấy áo lại nè. Đây, thấy này rồi. Trời ơi. Mấy chị bỏ đâu hết rồi còn 12 người xem. Anh, kiểu chủ quá đó mình không quay phải chịu mãi đổ lắp cái tao. Còn ai đang xem, 15 người đang xem ơi, chia sẻ bài viết giúp em nha. Mạng bên này nó hơi cà tưng cà tửng một xíu thôi, một chút xíu thôi. Xíu kỹ nãy giờ.
Bây giờ bắt đầu like này, like nhanh chứ mạng nó là rớt nữa. Để lão cổ tròn nha mấy chị, nếu như mà không hỏi kịp má, áo này 150 nha, chụp màn hình lại cho em rồi gửi qua inbox em, em sẽ mua trên 2 cái sẽ được giảm 20%. Đây ở đây có rất là nhiều màu luôn mấy chị, lúc màu nào cũng có nha. Đây mặc lên form bao đẹp, bao mát luôn. Áo 150, áo cổ tròn 150 nha. Mua 2 cái sẽ được giảm 20%. Em ship toàn quốc nha các chị. Ở đâu em cũng ship hết á. Đây. Đủ size, đủ số luôn nha. Có màu này nữa nha. Đây. Chị nào muốn có người mặc thử thì muốn xem thì nói với em nha. Em sẽ cho người mặc thử cho các chị xem cho rõ form của nó. Nhưng mấy chị yên tâm đi, lên form rất là đẹp, mặc rất là mát. Hàng Việt Nam xuất khẩu cho nên các chị yên tâm, mà giá lại bèo béo béo luôn. Quá rẻ. Bên trong của nó các chị muốn xem quần, xem áo cổ tròn, áo có cổ, giày, dép quay hậu, dép ngang, nói chung tất tần tật, các chị cứ comment cho em nha, em sẽ like cho các chị xem. Chứ bây giờ nó nhiều mẫu của em không biết các chị thích mẫu nào để mà like hết, các chị cứ nói mẫu em sẽ like cho các chị xem. Còn bây giờ thì em cứ like áo trước. Em mà bên này thấy mà, bên kia không thấy hả? Kỳ vậy, không lẽ nãy giờ mình đọc thoại. Nãy giờ nói mình vậy trời. Em like nhanh luôn nha, tại vì mạng nó hay rớt quá. Mấy chị thấy thì chụp màn hình lại giúp em. Vì áo có cổ lúc nãy. Chán lắm chị ơi, nó rất hoài, rất hoài, rất quỷ gì, rất hoài. Ăn gì rất hoài, bực mình. Đây nha mấy chị. Lại nó xuống xe nghe, xuống ừ, bực mình lắm. Nạn chán lắm, người ta vô người ta thấy người ta đang đẹp xem. Đây mấy chị nhìn sơ qua giúp em nha, chứ bạn nó hay rớt quá. Đây nha, em vô sơ có mấy chị xem là mấy chị chụp màn hình lại giúp em nha. Chị nào xem kịp mấy chụp màn hình lại giúp em. Áo có cổ thì là 180, áo có cổ 180, mua 2 cái được giảm 20%. Đây em vô lên đây. Chị nào mà coi không được á, kết thúc cái livestream á, các chị xem lại giúp em rồi các chị chụp vẫn được nha. Chụp màn hình rồi inbox qua cho em. Đây. Đây là áo có cổ 180 nha. Chị nào có chồng thì mua cho chồng, chị nào có bồ thì mua cho bồ, rồi mua cho ba cũng được nha. Ai mặc cũng được hết, đồ rất là dễ mặc luôn, mặc rất là mát, nên form rất là đẹp. Đây, em quay sát cho các chị xem luôn, rồi các chị có gì chụp màn hình lại với em.
cho mạng ở đây gì thôi. Nãy giờ like xong tắt, tắt xong like lại, không biết bao nhiêu lần luôn. Còn các chị nào mà nếu như xem không được á thì có thể hỏi em và em sẽ tư vấn cho các chị sau. Em sẽ chụp mẫu, chụp trực tiếp tại shop luôn, inbox qua cho các chị. Chứ bây giờ nó nhiều quá, rất là nhiều luôn, giày, dép, áo khoác, ba lô, hiệu sách. Mạng vậy em sợ like không được, không được nhiều cho các chị xem. Mời người ta xem chia sẻ bài giúp em nha. Anh bỗng nó vô luôn chứ nó đứng ngoài mình kìa xe. Làm cho con mình với ổng chứ khổ ghê á. Biết nhá. Bà nội nè. Trong shop em có rất là nhiều mẫu mà em chưa like tới được tại vì mạng nó quá kép. Thấy không? Giờ vậy ra còn bên đứng sau cho em cho mình cái gì thôi. Nhanh nè. Đấy. Ở đang cầm kỳ trương. Cái này hay là cái màu nào ạ? Anh nhìn nhìn kỹ logo giúp em nha. Logo này là đây, còn cái này là Adidas. Cái này là 180 nha. 180 mua hai sản phẩm sẽ được giảm 20%. Ui giá. Rút như mà đau biết à, ẩm nó ra ngoài đi, đau quá, bà nói là hết hồn. Rút như mà em còn nhiều màu lắm nha. Đây em sẽ dơ lại cho anh xem, cho mọi người xem. Đây là màu màu gì chả biết nữa, nói chung là màu vậy đó. Màu xám đen. Cái này là màu xám đen nha. Cái này là cái logo này là nó vậy nào. Này. Cái Adidas. Adidas này nè. 180 đó ạ. 180 mình mua hai cái được giảm 20% nha. Em dơ gần cho tao thấy cái hoa da. Đây nha. Em dơ sát vải luôn xem nha. Adidas nè. Rất là đẹp luôn, lên form rất là đẹp. Hàng Việt Nam xuất khẩu, mặc rất là mát. Chờ mặc thử không? Nếu anh muốn có người mặc thử thì em sẽ kêu mẫu mặc cho anh xem. Đây em sẽ mẹ đi vô nè. Có mẫu cá sấu này cũng đẹp này nha. Có mẫu cá sấu. Ủa mẫu Adidas có mỗi màu này hết ta. Đây Adidas có màu đen này nữa nha. Em sẽ dơ từng màu cho anh xem. Màu đen đỏ cho. Đây màu xanh nè. Đây màu này nữa nha. Nói chung thì không biết rõ màu. Màu đây nha, màu này nha. Màu xanh, rồi màu này, rồi màu đen. Ba màu. Áo một cái chỉ có 180 thôi. Anh cao mét 8 vừa không? Mét 8 anh bao nhiêu ký hả? Đây mẫu ra cao mét 8. Anh thử cái màu xanh này. Đây anh này cao 1m8 nè mà 72 kg. Size này size gì ta? Size S. Size S đâu? Size S này to ấy. Cái này đủ size anh yên tâm. Cao 1m8. Chưa được em rồi. Đây anh này sẽ mặc thử cho anh xem, anh cởi áo ra ngoài ra luôn đi. Cao 1m8 và 1m7 à, quên, cao 1m8 và cân nặng 72 kg. Anh sẽ mặc thử cho anh xem nha. Xem mà hơi rộng á. Cái này size L. Cái này size L nó hơi bị rộng á. Anh cao bao nhiêu ạ? Anh nặng bao nhiêu? 85 kg. 85 kg anh mặc size L nha anh. Như cái anh này anh chỉ mặc size M thôi. Size L là anh mặc rộng, rất là rộng luôn. Anh mặc body hay là anh thích rộng? Anh thích form nó hơi thoải mái một tí hay là mặc ôm à?
Xanh lờ này anh thử được không? Xanh lờ rộng á. Xanh lờ ảnh 72kg, em x8 rộng. Anh mặc sẽ vừa nha. Anh mặc xanh lờ nha anh. Mờ không? Này mờ nè. Cái này xanh mờ. Anh mặc cũng rộng nè anh. Anh nhìn cái form nè. Bánh sau tay đằng sau nha. Anh mặc xanh lờ là vừa nha anh. Thun này mặc rất là mát, coi dạng 4 chiều luôn nha. Không có lo gì hết trơn á, mặc rất là lên phong rất là đẹp luôn. Đây anh nhìn nha. Em còn có màu màu xám và màu đen nữa. Màu trắng nữa nha anh. Xám, đen, trắng. Có màu xanh này nữa mà em chẳng biết màu xanh gì. xanh nước biển hay gì á. Đây nè. Màu xanh này nữa. Màu xanh này nó sẽ sáng hơn cái xanh này một xíu. Đây hai màu xanh này. Anh cao 1m85kg thì anh mặc chợt. Anh đó gầy mặt. Anh này 72kg, nhìn vậy chứ không có gầy đâu nha anh. Tướng rất là to luôn á. Mặt xanh mờ rất là, mặt xanh mờ đã rộng, mà xanh lờ còn rộng hơn rất là nhiều. Anh có bụng không? Cao 1m8 luôn mà. 1m8 cao bằng mà 85kg là chắc là coi có hỏi có. Nếu như mà anh mặc size XL thì sẽ rất là rộng, sẽ không đẹp. Còn nếu như mà xanh lờ thì nó sẽ vừa nó ôm anh hơn. Anh có bụng không anh? Anh này cái 1m8 nè, 72kg. Như cái áo này đang mặc chỉ có 150 thôi nha. Gì? Áo này 150. Áo có áo áo không cổ là 150. Anh vừa mặc vô cho sách xe mua. Mà nó sao coi. Ok, đi hát đi. Cái này là xanh mờ á, anh mặc nè. Anh thấy không, xanh mờ mà anh mặc còn dơ ra còn để nguyên người vô được. Rất là rộng. Có bự, bụng bự hả anh? Bụng bự thì sao ta? Vì bụng bự phải xe lờ. Vậy size XL luôn á. Nếu như mà anh có bụng, có bụng á thì anh phải mặc size L. Sợ chặt cái bụng. Size M là bị bụng bụng à. 85kg là nặng á. Bình thường nó mặc áo size gì ạ? Em có size XL luôn nha, size to nhưng mà em sợ anh mặc bị rộng thôi. Cái này là size L nè. Mặc mát lắm. Thun coi dạng 4 chiều rất là thoải mái luôn. Áo này nè. Có size L, XL. Cái này có size XL nữa nha. Size L nếu như mà anh nghĩ chật thì cũng không chật bao nhiêu đâu. Nếu như mà anh chịu anh mặc ôm á, thì nó không có bị chật bao nhiêu hết á. Thun này rất là co giãn. Thun của Thun co giãn. Thoải mái lắm. Nó không bị nóng, bị gì lắm. Em tư vấn size thôi chứ em đừng có dơ cái áo size khác lên cũng không nhìn được đâu. Tư vấn size cái size đó là mặc như thế nào thôi. Em like coi mày mẫu khác nha mấy chị xem nha. Đây. Nãy giờ áo có cổ, bây giờ mình la áo cổ tròn đi. Anh có size L không? XL. XL cái mẫu này nè. Mẫu nãy em đang tìm á. Trời, trời đất ơi. Bin lì quá. Đây là áo cổ tròn 150. Adidas đây. À tới giờ em ra nữa. Thank you.
anh lơ là phải ít lơ. Ít lơ không có hả? Để hỏi cái thang. Không được. Hiện tại shop em thì có cái size L này nha. Anh Vòi ơi, có cái áo nào có cổ mà size XL không? Mẫu khác hơn thử. Màu xanh, màu nào sáng sáng chứ. Anh ơi, nếu như mà size L anh sợ chật á thì anh có thể mặc size XL nhưng mà màu khác được không anh? 2XL luôn á, size to có luôn nhưng mà bây giờ cái này cũng có nha, bây giờ hiện tại bên em hết rồi. Nó còn mẫu, nó còn mẫu này size 2XL ha. Cái này XL với size 2XL luôn, size bao nhiêu cũng có hết, mặc vô tư luôn. Đây nè, bo chà bá luôn. Màu này nha. Anh này cao mét 8, 72kg mà mặc size M thôi anh. Đây còn cái này là 2XL. Cái này là 2XL. Cái màu này. Nó có cổ đây nha anh. Đây có cái này màu trắng. Cái này là XL 1XL nha. Thích mẫu nào không ạ? Bây giờ size lớn em cũng có nhưng mà mẫu khác được không anh? Đây là 1XL, còn 2XL cũng có luôn. Nhưng mà màu khác được không anh? Ai đang xem chia sẻ bài viết giúp em nha. Ờ, lấy điện thoại không đấy. Anh vào điện thoại của anh nói chia sẻ lại bài viết đi. Nick của em phải không? Em giơ lên vậy rồi mọi người. Rồi em cảm ơn nha. Mọi người chụp màn hình rồi inbox lại cho em nha. Bây giờ em sẽ like quần nha. Ai muốn xem áo thì nói em like áo, ai muốn xem cái gì nói em like cái đó nha. Bây giờ nhiều mẫu. Đây quần đây. Có bán trả góp không chưa? Quang á, Hiển á. Không bán trả góp nha. Cái có 180.000. Bèo béo béo. Bèo béo béo luôn. Quá rẻ một cái quần. Có 170 thôi. Đây quần đây. Cái bị chói không ta? Đây, bây giờ em like quần nha. Mặc rất là mát, không có bị nóng. Túi á hả? Có tiện luôn nha. Có dây kéo rất là tiện lợi luôn nha. Đây.
Đây đằng sau cũng có túi, cũng có dây kéo luôn nha. Rất là tiện, giá rất là rẻ luôn. Đây, có dây kéo, túi sau có dây kéo luôn. Hai túi hai bên có dây kéo hết nha. Đây, con này màu này nữa nha, đều có dây kéo hết nha. Nếu như mà lúc nãy mà mạng có bị lag á, khi nào mà kết thúc cái live stream á, anh chị có thể chụp cái màn hình lại và inbox cho em. Và nếu như mà mạng em bị lag mà nghe không rõ báo giá hay là cái gì đó thì em sẽ tư vấn lại nha. Cái này là màu xám. Em chào 15 người đang xem, nhớ chia sẻ bài viết giúp em nha. Đây, vải rất là đã luôn. Đây thì cái màu xám nữa. Anh chị chắc đi ngủ hết rồi. Sắc. Em có mẫu áo này nữa nha mấy chị. Áo ba lỗ thể thao. Mẫu này mẫu ba lỗ. Đây, em quay đằng sau đây. Vải mặc rất là mát. Form rất là đẹp. Sao lượt xem nó tụt xuống nhiều như thế này? Mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. À, quần này 170 nha. Mua hai cái, khi anh chị mua hai cái trở lên sẽ được giảm 20%. Áo hay quần hay bất cứ gì tại shop đều sẽ được giảm giá 20% khi hai mua hai sản phẩm trở lên. Hóa đơn trên 800.000 sẽ được tặng một cái ba lô trị giá 250.000 và 200.000 tùy theo size nha. Size nhỏ 200. Mọi người ơi, đâu hết rồi. Mọi người muốn xem gì thì comment để em like nha. Ai muốn xem giày, xem dép, xem áo, xem quần gì nói em nha. Trên mấy anh cầm mấy chiếc giày em like đi. Giày một đống dưới đó, cầm mấy màu nữa nổi không? Bây giờ em cho mọi người xem sơ qua giày nha, rồi mọi người đây rất là đẹp. Cái quà vậy? Đây bây giờ em like sơ qua cho mấy anh chị xem mẫu giày nha. Đây em còn một đôi nữ thôi, một đôi nữ sale 300 nha, đôi nữ màu xanh này nha. Đầy đủ nha, full hộp luôn nha. Hộp đầy đủ hết. Đây giày nam. Đôi nữ thì em chỉ còn một đôi này duy nhất. Sale 300.000. Sao em thấy.
đây nha, đôi nữ cho còn một đôi này thôi. Chuyên gia này thầy chuyên gia la luôn hả chú Minh Vinh. Đây em sẽ giơ lên từng mẫu, anh chị thích mẫu nào thì chụp lại màn hình và inbox qua cho em. Ủa giày đôi này nhiêu anh, giày đồng giá không? Giống. Đôi này thì 350 nha, mẫu này thì 350. Xem lại một tấm. Tất cả các giày luôn. Đừng có xem lại một tấm. Tất cả các giày ở shop đều sale 15%. Cái này đúng rồi hả? Anh chị xem được mẫu nào thì inbox gửi qua cho em sẽ báo giá sau nha. Nhưng đôi này thì 350. Đôi này thì sale rồi thì 150 nha. Đây, em đưa từng mẫu cho xem nha. Mọi người đi size bao nhiêu thì nói em luôn nha. Đây em cho mẫu lên đây. Rất là đẹp, đi rất là êm chân nha. Đây, đôi đen đây, Adidas đây. Rất là đẹp luôn, không mua tiếc lắm nha. Giá rẻ. Chả có ai hết. Phía sau em không có ai hết nha anh Vinh. Mình em thôi. Đây. Rất là đẹp luôn mà giá rất là rẻ, mang rất là êm chân. Mọi người thích thì chụp màn hình lại inbox gửi qua cho em nha. Nhẹ heo anh, rất là nhẹ. Rất nhẹ thiệt. Đây là màu đen, màu xám. Em quay sát cho mấy anh chị nhìn nè. Trời ơi, cứ mỗi lần rớt mạng vô là không còn ai luôn. Được xem càng ngày càng tụt dốc. Mọi người ơi, vào lại giúp em chia sẻ bài viết giúp em. Cái rớt mạng như thế này hoài. Trời ơi, đôi này đẹp quá trời trời luôn. Mọi người chụp màn hình là em gửi qua inbox game nha. Thì xem 15% đúng không? Giày thì em sale 15%, còn áo mua trên 2 cái sẽ được sale giảm 20%. Để đâu lấy được mà. Đôi này giá gốc 350, sale chỉ còn 297.000 nha. Rất là nhẹ, đi rất là êm. Đây. Mấy giờ rồi sao mọi người đi ngủ hết rồi hả ta? Mấy giờ ta sao đi ngủ hết rồi hả? Sớm chán mà. Mọi người ơi, ai xem livestream chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Đâu? Không thấy like. Đâu thấy comment đâu. Về nữ thì em chỉ còn một đôi thôi nha. Còn tất cả còn lại là nam nha. Đâu em đâu thấy comment đâu. Ai? Ủa sao em không thấy comment qua hết trơn vậy ta? Đâu cho mượn điện thoại của anh cầm thử. Kỳ á. Mạng bên này lag lắm, không thấy được comment. Tất cả đều là giày nam nha. Em chỉ còn một đôi giày nữ này thôi.
Em sale 300 nha. Em chân lắm. Sai bao nhiêu? Cái này không thấy sai mới đâu chứ. Sai là sai nằm đâu? Đôi nữ này sai 40 nha. Em sale còn 300 ngàn thôi nha. Còn giày nam thì em sale tất cả là 15% nha. Cho xem. Vội. Đây, cái này là size 40, size còn 300. Còn mẫu nam thì 300, 350, em size còn 297. Đây nha, mẫu đây nha. Lên chân rất là đẹp. Mạng rớt nữa rồi nè. Ui, mắc nết thì chứ dừng. Em nghĩ vậy mặt họ mắc nết. Sao tới thui thế này. Mọi người ơi, chia sẻ bài. Mạng rớt chán quá. Bây giờ em chỉ like sơ lược qua cho các anh chị xem, rồi ngày mai em sẽ like kỹ nha. Bây giờ mạng nó rớt hoài, em like không được cái gì hết trơn á. Bực mình quá. Đây. Nha. Sáu người xem. Chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. Hay là anh chị ngủ hết rồi. Ngày mai em sẽ, nếu như mẹ em like, em sẽ cố gắng tranh thủ like sớm hơn chút nữa. Là chị yếu. Còn ai muốn xem mẫu gì không ạ? Quần nha, quần nè, áo, giày dép. Đây nha. Dép thì dép sợ ngón, rất là đẹp. Dép này đang bây giờ đang hái nè. Đây mấy cái dép này đi. Đúng rồi. Mấy đôi dép này hiện bây giờ thì trên đây để mở đây. Đúng rồi. Đây nhìn vô gì quay chân luôn nè. Mẫu mấy mẫu này đang hot hot hòn hợp luôn nha. Ở ngoài thị trường chỗ khác người ta bán tới 300 mấy, hơn 300 ngàn, ở đây em chỉ bán có 200 ngàn thôi. Nó rất là bèo nhưng chất lượng nó vẫn vậy nha. Đi rất là êm. Sao không vừa? Đây khách đang thử. Đây còn đây, đây là quay ngang, còn đây là sọ ngón nha. Coi nha. Ừ đúng rồi, quay kìa giác đúng rồi á. Chốt quá. Đúng rồi. Em sẽ quay kỹ cận kề những mẫu dép cho anh chị xem. Đây. Mẫu dép bên em đây. Ta làm mấy mẫu hot thôi nha.
mấy mẫu này đang hot, mà ngoài người ta bán đến 300 mấy ngàn. Đây mẫu đây, nhiều màu nhiều mẫu nhiều size nhiều số luôn nha. Còn này cũng đẹp. Đây đây là tiếp kịp ngón đây. Mọi người nhớ chia sẻ bài viết giúp em nha. Nguyễn Thị Trang, chị hỏi đôi nào ạ? Đôi đỏ này hả chị? Anh lấy đôi này như vậy. Vâng. Chị ơi, đôi đỏ này là 200 nha. Còn đôi kẹp ngón này á, đôi sợi ngón này là 170 nha. Bạn em rớt, em không có like được. Chị chụp màn hình lại giúp em nha chị. Mạng bên em yếu quá, không có. Chị Nguyễn Thị Trang gì còn ở đó không ạ? Đôi này thì là 200. Ở ngoài thị trường người ta bán tới 300, hơn 300 ngàn đó chị. Nên em rớt rất là rẻ luôn. Mà rất là chất lượng nha chứ. Đôi màu trắng đi, bao nhiêu đó vậy? Màu trắng hả? Quay tập quay hết luôn. Cái này cũng 200 nha chị. 200 hết nha. Chỉ có sợi ngón là 170 thôi. Đây em quay. Em quay mấy mẫu màu trắng cho chị xem nha. Chị chụp màn hình lại giúp em nè. Để mình cầm ra màu trắng là sau cùng ta. Quên mất tiêu rồi. Nó là trắng đỏ không phải đâu. Không phải giờ like trên. Đây nha chị, 200 luôn. 200 luôn. 200 thì quay ngang 200. Tất cả các mẫu này là 200 ngàn này, tất quay ngang là 200. Đây em dơ lại cho chị xem, chị chụp màn hình là chị inbox lại giúp em nha. Đây, mẫu đầu tiên, mẫu thứ hai nha. À bây giờ em đọc số nha, đây là số 1 nè. Mẫu số 1. Cái này là mẫu số 2. Đường cái đường viền này nó khác nha. Cái này là số 2. Đây, số 3. 200 ngàn nha chị. Số 3. Nhẹ đi rất là êm chân luôn. Số 3. Còn đây số 4 nha. Số 4 nè. Đây mấy đôi cặp ngón này là 170 nha. Mấy chị nào mà coi không kịp quá thì chụp màn hình và gửi qua inbox giúp em nha. Chị nào đang xem thì chia sẻ bài viết lại giúp em nha. Đây đôi này thì 201 nè. Đôi đen này người ta. Đây đôi 201 này thì còn màu xanh này với màu đen. Đây. Quay cái logo mình không? Còn... đi em chân mà lại chất lượng nha mấy chị.
Nguyễn Thị Trang ơi, chị có lấy không ạ? Em đọc lại mã chị nghe nha. Số 1 nha. Số 2 nha chị. Lấy số 3. Các chị nhớ chụp màn hình các mẫu nãy giờ em. Khi nào mà kết thúc cái livestream á, các chị có thể chụp hình cái màn hình lại cho em, có thể inbox gửi cho em. Còn không thì để lại số điện thoại thì bên em sẽ có người gọi và tư vấn cho các chị. Đây các mẫu giáp của em đây. Ở ngoài người ta bán trên 300 ngàn, em chỉ bán 200 ngàn thôi. Nhưng mà chất lượng nó vẫn như vậy. Mọi người chia sẻ gì và giúp em nha. Bà nội giờ còn chấm. Chị Nguyễn Thị Trang ơi, chị có lấy dép không ạ? À? Bảy người đang xem, nhớ chia sẻ và cho em một chấm để em biết mấy chị muốn xem mẫu nào thì nói với em sẽ like mẫu đó. Chính người đang xem chia sẻ bài viết giúp em mà. Còn gì nữa gì mình chưa like sơ qua không đâu. Đây giày đây 300, sale chỉ còn 297. 350 em nhầm, 350. 350 sale chỉ còn 297. Nói nhiều quá, nói lộn. Đây đôi dép 200 ngàn. Rất là rẻ luôn. Phong mua tiếc lắm nha mấy chị. Đây, em sẽ giơ mấy mẫu giày cho mấy chị xem nha. Em cho mẫu quần nha, đây là mẫu quần, quần 107 nha, mua hai cái sẽ được giảm 20%. Đây túi đều có tia kéo nha.
Mọi người đang xem ơi, chia sẻ bài viết giúp em nha, chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Đây. Like trước xem sao. Chị nhớ chụp màn hình lại inbox cho em nha. Quần thì 170 thôi nha. Đây, áo đây. Đây là áo có cổ 180 nha. Áo có cổ này 180. Mua 2 sản phẩm trở lên sẽ được giảm 20%. Đủ size đủ số luôn nha. Đây. Mặt rất là mát.